Biến cực căng, rộ tên chồng cũ Phi Nhung chửi thẳng mặt Mạnh Quỳnh sống giả tạo, lợi dụng vợ quá cố. Sau khi Mạnh Quỳnh về Việt Nam để cứu vớt lại chút vinh quang danh tiếng cho bản thân, qua hàng loạt live show nhớ Nhung tìm em trong kỷ niệm, cố ca sĩ Phi Nhung ra đi đến nay đã gần 8 tháng. Khán giả và fan Phi Nhung cũng như người thân muốn mọi việc được khép lại, để gia đình bớt đau buồn và người thân được yên nghỉ. Nhưng có một người gọi là nam ca sĩ kể lễ là người tình rồi khóc lên khóc xuống làm live show từ bên hải ngoại cho đến khi về Việt Nam để cố gắng vớt lại sự nghiệp đang lụi tàn hay là đang lợi dụng kiếm chét gì đó thì chắc mọi người cũng sẽ hiểu. Sau khi về Việt Nam làm show khóc lóc đau khổ được hàng loạt báo chí đăng tải và xót thương cho đôi tình nhân, khi giờ đây một người đã xa trần thế và để lại một người luôn dằn vặt đau khổ. Nhưng bên cạnh đó thì có vẻ như chẳng ai quan tâm đến người vợ và hai con của nam ca sĩ này đang sống sờ sờ ra đó. Người phụ nữ luôn nhẫn nhịn âm thầm chịu đựng khi người chồng gieo rắc khắp thế giới rằng anh không thiết sống khi người tình không may ra đi vì Covid-19. Phụ nữ ai không biết ghen, ai không biết đâu, thật khó để chấp nhận. Mới đây trên mạng xã hội hàng loạt cư dân mạng chỉ trích nam ca sĩ đã ngoài 50 tuổi kia dám đạp lên nhân phẩm vợ và các con để cứu rỗi cho danh tiếng. Tôi nói thật, dù mọi người có buồn, mọi người nghĩ thế nào khi anh Quỳnh thể hiện rõ với chị Phi Nhung như thế, nhất là trong bài lặng lẽ bên người và bài hát hôm qua tìm em trong kỷ niệm, vậy mà thi nhau chút cái điều viễn vào máy. Mọi người có chấp nhận chồng mình khóc lên khóc xuống quên ăn mất ngủ, làm bất chấp kiếm tiền vì người đàn bà khác hay không? Mình cứ thấy thằng này đang bất nhân bất nghĩa hay sao ấy? lúc nào cũng đang ảnh thằng này ôm ấp người tên, sao chúng nó không dành chút cảm nghĩ cho cảm diệu, một người vợ chịu bao thiệt thòi cay đắng bởi thằng chồng bội bạc. Mạnh Quỳnh quá tầm thường, sân si hơn cả đứa trẻ. Phi Nhung chết, Mạnh Quỳnh tổ chức sâu diễn hát và khóc thảm thiết, lâm ly để kiếm tiền.